vụ ba người chết trong phòng trọ, nghi án chồng sát hại vợ, con rồi tự tử. Sáng 28 tháng 5, Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin chính thức vụ phát hiện ba người chết trong phòng trọ, tại địa bàn thị xã Dĩ An, Bình Dương. Các nạn nhân gồm Trần Văn C, sinh năm 1984, quê Thanh Hóa, Phạm Thị H, sinh năm 1988, và Trần Kim P, sinh năm 2015. Theo kết quả thu thập thông tin ban đầu của cơ quan điều tra, anh C và chị H, quê ở tỉnh Thanh Hóa. Từ tháng 3 năm 2018 đến nay, anh C thuê nhà trọ sống cùng vợ và con gái tại một nhà trọ thuộc khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An và làm nghề bán sĩ sửa bắp cho các cửa hàng. Sáng 27 tháng 5, anh Lê Văn Hảo sinh năm 1988, em họ của chị H, đồng thời là người làm chung công việc với anh C, gọi điện thoại cho C, để đi làm thì không liên lạc được. Sau nhiều lần đến phòng trọ gõ cửa nhưng không thấy trả lời, đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, nghi có chuyện chẳng lành, anh Hảo và người dân xung quanh tiếp cận phòng trọ và nhìn qua cửa sổ thấy chị H và bé V nằm bất động trên giường nên báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp công an thị xã Dĩ An nhanh chóng có mặt hiện trường và phát hiện anh Cường chết trong tư thế treo cổ. Khi cơ quan công an đến điều tra, phòng trọ vẫn trong tình trạng khóa cửa bên trong. Qua công tác khám nghiệm, thu thập thông tin ban đầu, cơ quan công an ghi nhận trên thi thể chị H và bé V có thương tích ở vùng cổ, phát hiện tại hiện trường một dao có dính máu. Đáng chú ý, chị H đang mang thai nhiều tuần tuổi. Theo người nhà các nạn nhân, gần đây, giữa Cường và Hằng thường xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền bạc. Vụ án đang được cơ quan điều tra khẩn trương làm rõ. Trung Kiên, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.